ស្រកទឹកភ្នែកប្តីពីការដៃទាំងពីរប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះ 2 នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរប្តីខាងលើនោះក៏មានជំងឺថែមទៀតផងដែលបង្កឲ្យមានការផ្ញើប៉ាវនិងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានការអាណិតអាសូរចំពោះគូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះផងដែរអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឃើញបែបនេះហើយមានការអាណិតអាសូរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដូចនោះក៏ឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹងឡៃដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត Mình đang thay nẹ nè chui nẹ nè nụ tê. Sớp nửa phê bà chọc bọn ní propon công phong tà miên tây bùa bàm phì khai chất đọt ngay xâm ra tà hai. Chúng nè ép đây vinh cư chì chôn phì kát đáy chàng xong khàng. Sớp nửa phê bà chọc bọn ní. Bạn vòng coi miên kai chạp bà rộm nhàng khlang kà rôi phê đẹp bà đây ní có miên chùm ngư bà chăm kai thèm tiền. Bà dông tà tam ca bình chè. Nếu không phê thamay thamay ní phê bọn chú môi nâng rương rào Đó cô ấy phía bá đại ca lăng nếu không khát công phụng sử Bố rõ chỉ phê đáy phí ca đáy tăng xong khang khẳng lờ Đói xa tại ca ra nay cho xe phương nếu phê đáy bóng phênh ca nghe chỉ chiêng đáy Trong nay bà bôn vĩnh Cứ miếng phê tây bộ phạm phí khai ruôn nơi không tôm dành cầm sọn Bạn đồng hào hà sau bà rõ sử chôn Cái miếng sau bà rõ chuối bộ kế Cô rõn bàn đùa nâng chưa bài chồng ngứ Nâng hộp cho cổ Chúc chú môi nâng nẹ xa bộ rộng miền, cao bị bật ngay tì đọc rộng buôn khai mi thổ nè. Chú nàm bì bôn mà phây bây bò rò, đại chia bì ca đai chàng xong khàng, đại miền chú mô bôn bì xây. Hà dụ xam sợ bây chú nàm mô gọt bò chiêng đại, rồi nơi khu nông phùm trọc bèng thơ mô khung sông. Sọc công bì xây nì khát công phùng spư, nâng miền bà bôn chú mô, xuân chàn ri. Ayu mà phê pra môi cho nam mê tép bà chọc bọn nhưng mê tây bùa pram phì khè. Prom tàng miên con srei mà nè, ayu pram phì cho nam nơi khu nông bần tốc phong đè. Giang nà kà đòi bò rò đai phì kà đầy. Tàng xong khang khang lơ ní, cứ điệp bò rò tàng ô đàm co thè. Nơi phì môn nâng ạ, cứ chuộp hẹt kà. Thu bòi lô phì kà đầy tàng xong khang ní cứ đòi xa tay vì liêm mong pram buồn. Bước thằng ngày tì bì khai ưu sử phía bì bòn mà phây bầy. Lột bàn bóng bình kà nghe nơi khăn nông. Cáp xa đồng bộp tèo ở kì. Đói lột nâng bàn lực đáy mũi đàm. Rồi bánh bà mùi mát đàm bếp xa chôm. Bọn tay nơi bê đáy lực đáy làng thở lơ nụ hài. Nơi các bài bóng cố phương xa thông. Có sạp tài sổ tiên. Dột lột làng phót bì đầy tay mà đòn. Lúa môi xuân tu cỏi mò. Tớp thay lạc một vinh bánh đàn ai. Quát nâng ạ mê rộp bùa, giang nà kà đòi nở pê đá thay lẹp mọc vinh nô. Nuôi cho hai đáy rộp bọc quát tăng pi có chua pa nhà ha. Miên ạ kà rạ nở khăn hông khuôn kàn tài kà đào nâng ban. Sẽ hai ôi bông bông bà chư bò rốt chui quát thèm tiền. Nâng chui lơ quát đạ kào mà lộp. Nuôi cho hai có ban tu rớt sáp hào rớt dân xung cụ bắn toán. Rộp bò mắn đô sọc cọp hiếp khum srong dốc mộng. Pon tay đòi xa tay ổng côi Đất lột đã tam rồi mọt mà tổ, nâng tơ mặt đô sọc cọp hiếp, srong tay mặt đòn. Hai, cơ rộng rồi bỏ lột cừu, nẹ cừu bèn, có bàn đạ xe rô mà rùi có bình chun lột bằng to, tơ mặt tì bè bà cô xa mẹ, nâng mặt tì bè lột xong nơi ai đi chơi tên đi phân hồn bình. Bê tờ đòn lột bôn bì xây, bàn thiệp rộp bằng to tiệt thè, nơi bê đai bình chun tờ đòn mặt tì bèn, cơ rộng cừu bèn bàn thơ ca. Xong án nâng, vẹt cắt đầy rồi bà lộn, tàng phì nâng thư vô ai rút lộn nâng phì ca, tay mà đòn. Bà dông thờ tam ca ở đơn phì sở trái chư bà bôn. Chú mô xuân chẳng rí, ả dụng mà phê bà môi cho nam mô rô bò chư ca mà ca ra ni rong chạm. Đã miếm tây bố bà phì khai, có bàn điệp rộp ai đơn thang nâng nông niêm chư bà bôn. Phìm phìm nụ cư mần ách tờ tùa dông, rừng ni bàn lái, cả nạ đẹp ở đây nâng ạ. Chụp nửa bài nhà hạ ổ bà rơi hạt chọc xe phương, bằng đá lòi khôi đáy chàng xong khang, nâng khôi mùi chỉ vượt tay mặt đón, sau đó bê đại quát miếng tây bùa bàm phì khe, nâng miên con xây mà nè ai chú tớ bàm phì chân em. Thêm tiếng rùn nơi khôn tôm cha chủ riêng đó cũng sót trốt trôm, rồi hạt chân chàng xong khang thư bàm phì xe lạc thân áo. Hai nửa bê ni, cứ phương thay lạc mặt đón, trâu rốt trốt, nửa tiếp ôn nửa bài nụ tiết phòng. Nhàng nà sát trái chư bà bôn, đại chư bà bôn rộp bò rộp bì ca đáy, cứ bàn bần to tiết thè,
ក្រោយពេលដែលប្តីជួបនៅគ្រោះនេះរូបនាងនឹងបានសុំច្បាប់ប្រធានក្រុមនៅកន្លែងការងាររោងចក្រចំនួន 2 ខែដើម្បីមើលថែប្តីមើលថែសពគ្រប់ទាំងតែបញ្ចុកបាយនិងបញ្ចុកទឹកងូតទឹកដកអែលនិងក៏ដូចជាដូរសម្លៀកបំពាក់ឲ្យគាត់ជាដើមឡាក់នឹងចាប់តាំងពេលដែលប្តីរបស់គាត់ជួបបរិវហេតគ្រោះថ្នាក់បែបនេះគឺសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃរយៈពេល 1 ខែពេញដែលចំណាយថវិកា ចិត្តមួយម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកដោយត្រូវលក់សម្ភារៈដីធ្លីនិងម៉ូតូនិងក៏ដូចជាដើម្បីយកលុយមកជាបាបប្តីហើយរាល់ថ្ងៃនេះគឺមុខរបួសគឺមិនទាន់សះស្បើយនៅឡើយទេនិងមានគ្រូពេទ្យមកចាក់ថ្នាំឲ្យជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ជាសះស្បើយពីមុខរបួសទើបលែងចាក់ថ្នាំឲ្យយ៉ាងណាក៏ដោយស្ត្រីជាប្រពន្ធបានបន្តទៀតថាហើយ គឺតន់ដឹងថាតើប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតជាសះស្បើយនោះទេណាមួយពីការដៃទាំងសងខាងដូច្នេះរូបនាងនឹងសុំច្បាប់សម្រាប់ពីការងារណាមួយទៀតពោះក៏ចិត្តគ្រប់ខែសម្រាប់ហើយហើយណាមួយទៀតគ្មានលុយតើអ្នកណាខ្លះយល់អារម្មណ៍មួយនេះជាចុងក្រោយរូបនាងខ្ញុំមានតែម្រាមដៃដប់សំពះអង្វរដល់សប្បុរសជននិងក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសការកបាត់ក្រហមកម្ពុជាជាពិសេសសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកទេប្រិតបណ្ឌិតមេត្តាជួយក្រុមគ្រួស